VTA xin kính chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Hôm nay ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020 Hôm nay là ngày tiếp theo Tại địa bàn huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La Tiếp tục xảy ra một trận động đất Cũng khá là mạnh Hiện tại thì không biết cấp độ của nó là bao nhiêu Tuy nhiên là nó sức mạnh của nó cũng sấp xỉ trận động đất thứ hai xảy ra ngày 27 tháng 7 khoảng uh, 3,0 độ Richter hiện tại thì uh, chưa có thông tin về thiệt hại tuy nhiên là trong uh, tính từ đêm hôm qua thì là trận động đất này là trong trận động đất thứ hai hôm qua thì ngày uh, 31 tháng uh, 7 thì vào hồi 23 giờ thì cũng đã xảy ra một cơn dư dư chấn. Tuy nhiên là cơn dư chấn đó vào 23 giờ đêm hôm qua ngày 31 tháng 7 thì không cái độ mạnh là không bằng lúc 5 giờ 21 phút hôm nay buổi sáng ngày hôm nay ngày 2 ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020. Hiện tại thì người dân ở khu vực Mộc Châu Sơn La là rất hoang mang. Không biết là cái sự việc xảy ra động đất này còn kéo dài bao nhiêu lần nữa. Vâng, cho nên là thông tin mới nhất về trận động đất ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020 mà VTA muốn truyền tải đến quý vị và các bạn. VTA sẽ tiếp tục thông tin những thông tin tiếp theo về những sự việc xảy ra trên khu vực Tây Bắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.